cơn mưa chiều 27. Tết các bác nhé, cơn mưa chiều. Đấy, tất tay ngày hôm nay. Đài Loan. Ui. Xin chào. Chào. Đóng được một nửa dàn nữa phải không? Múc đã được hơn 10 tấn rồi. Giờ còn hơn 10 tấn nữa các bác ạ. Tất tay trong ngày hôm nay. Lăn lóc còn ốm. Chắc hôm nay không tính gì đến 10 giờ đêm đâu các bác ạ. Hàng đi 27 Tết vẫn còn mưa các bác. Năm giờ chiều rồi nhé. Thì tất cả là dồn dập hết vào mấy ngày này nên nó tăng cường mua tẹt ga, mua gọi là không giới hạn đấy. Đi khắp các tỉnh các anh chị ạ, từ Nghệ An ra trở ra nhé. Bắt đầu xe chạy đêm, sáng mai là có, hoặc là gần nhất thì là Bắc Giang. Ôi, Xuân này, Xuân VIP này. Cái giá thì cao nhất thì cũng trên 30 các anh chị nhé. Đỉnh nhất Đài Loan hôm nay là vẫn là 35 đấy. 35 37. Hàng nhiều quá. Hết kín trong nhà luôn. Còn thấy lăn lóc lắm. Xe đến này. Xe 90 Hà Nam, Nam Định. Gửi đến các chị một chút về cái tình hình táo lão nhé. Ăn một quả xem sao nhé các bác nhé. Và cái chùi tay là ăn thôi. Ngọt lắm. Hơi bị thâm tí. Trong như muốn hỏng không phải. Ngọt lắm. Chắc có phải ít nữa, phải 10 giờ đêm các bác. Tất cả các cửa đều tăng cường hết nha các bác nhé. Tăng cường hết công suất đấy. Các bác này. Mỗi túi này đóng 30 cân nhá. Các cửa ngày hôm nay em đều trên 20 tấn hết. Gọi là mua không có chỗ đóng ấy. Kịch thủ luôn các bác. Thế mà vẫn không đủ hàng. Xe vẫn đang chờ. Mà trong đó đi từ trưa rồi. Tập hết chỗ nói. Trên xe là có đủ các loại hoa quả luôn nhé. Cam, bưởi, củ đất lục ngạn, táo, như thế thôi, ắc e. Xin chào các bạn nhé.